Hello guys Cô Phu xin chào tất cả các con Các con yêu quý Chúng ta hãy mau mau chóng chóng quay trở lại page Để mình đến với buổi livestream tối nay Của cô Phương đi ạ Hello guys Hôm nay là cô Phư sẽ livestream và chữa cho chúng ta cái đề khảo sát chất lượng 12 của trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa. Đây là một trong những cái đề thi thử có thể nói là rất là hay mà chúng ta đã thu hoạch được trong cái đợt thi thử cuối tuần vừa rồi. Có rất là nhiều trường thi thử và cô cũng rất là cảm ơn các con đã mau chóng gửi đề thi của các trường cho cô phư rất tiếc là chúng ta hiện tại đến bây giờ cô vẫn chưa có đề thi thử của trường chuyên phú thọ đúng không ạ nghe nói rằng là đề là bị thu lại ngay cả nháp cũng bị thu lại vì thế cho nên là chúng ta không có được cái đề thi của sở phú thọ sao mà cái gì không có mình cảm thấy rất 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 là bứt dứt đúng không ạ nếu như ai đó có thể gửi cho cô phu được cái đề phú thọ chắc chắn là cô phư sẽ livestream và chữa chúng ta cái đề này đấy đúng không ạ OK ha uh. các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chữa đề thi thử của G. Lam Sơn và cô thấy rằng là đề thi thử của trường cũng rất là hay rất là sát với đề thi tham khảo lần 2 của Bộ Giáo Dục nha yeah. không biết là các con đã thử sức với đề này chưa đã thử sức chưa ạ để tối nay mình có thể uh, coi và có thể là uh, đưa toàn bộ đáp án lên cho cộng đồng mạng hết hồn luôn <laughs> uh ok các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chữa nhá mình sẽ chuẩn bị uh, sẵn sàng để mình chữa đề khảo sát có một số bạn đang có một số bạn nói hôm nay cô phu có áo mới đúng không ạ chính xác là sau khi uh, page đạt được uh, số lượng uh, người uh, follow là 150.000 uh, thì cô phu đã quyết định tự thưởng cho bản thân bằng việc là mua áo. Giá của cái áo này là 550 000 Mọi người thấy là áo này 550 000 thì là đắt hay là rẻ ạ? <laughs> đắt hay là rẻ ạ? Cô vui chưa nói xong là 550.000đ ba cái. <laughs> 550.000đ ba cái. Nhỉ yeah. ạ? 550 000 nghìn ba cái vì cô mua ba cái uh, để thay đổi một chút. Vì có một số bạn nói rằng là uh, thích cô phư đứng lên để giảng, thích cô phư mặc váy đúng không ạ? Vì thế cho nên là là cô phư đã quyết định là ok để uh, có thể là uh, sắm thêm một vài cái áo sơ mi hoặc là một vài cái áo khác cho chúng ta thay đổi cho đỡ nhàm chán thì có ok không ạ? Thế là cô đã mua cái áo này. 550 000 nghìn ba cái. Ổn không ạ? cá là ổn đúng không, ok, <laughs> rồi, cảm ơn tất cả các con, dạ, yeah. ok, à, hôm, 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 hôm nay là cô thấy là có một số bạn nhắn cho cô phư và nói rằng là, uh, con thấy là có một số người đăng video nói xấu cô này khác, đúng không ạ, nhưng mà con không có tin, không tin là đúng, đúng không ạ, cái này chúng ta có một số bạn là muốn hỏi thêm về bằng ielts của cô phư thì uh, cũng rất là trùng hợp đó là đợt này thì cô đã đăng ký để thi lại bằng ielts để uh, cho một số những cái dự định cá nhân của mình thế nhạc, là cô sẽ thi lại bằng ielts và sớm sớm thôi ha cô sẽ đăng cho chúng ta một cái bằng đẹp xịn thế nhạc, uh, cho tất cả mọi người có thể uh, Thao hồi check luôn rất là tự tin về khả năng tiếng anh của mình đúng không ạ rất là tự tin vì thế cho nên là cô cô không có, không có muốn để tâm nhiều đến tất cả những cái thị phi, đúng không? yên tâm, đấy chưa ạ, do là cái thời gian về dịch covid chứ còn không thì cô đã thi sớm hơn rồi chắc là có nhiều bạn cũng biết rằng là cô đăng ký thi nhưng mà bị lùi lịch thi ngay cả với bài thi twitch speaking và writing của cô cô cũng bị lùi lịch thi đúng không ạ Yeah. Mới cô chỉ mới có thể update được lại là cái điểm chu ích 990 điểm vào tháng 2 vừa rồi là kịp thi thôi. nha yeah. Rồi nha, yeah. cô sẽ đăng sớm cho chúng ta về chúng ta không cần phải lo lắng về điều này. Được chưa ạ? Không cần phải lo lắng về điều này. Được chưa ạ? cứ yên tâm học tập. Đấy. Bởi vì là chúng ta hoàn tự tin vào khả năng và trình độ của mình. Được chưa ạ? Ok, bây giờ mình sẽ chữa bài. Sẵn sàng chưa ạ? Mình sẽ tập trung chữa bài tối nay các con comment giúp cô nhé. comment và chữa, chúng ta sẽ cùng chữa cái đề này để xem xem là hôm nay các bạn 2002 xử lý đề khảo sát chất lượng của trường chuyên Lam Sơn thì chúng ta làm có tốt hay không. Ok chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ mình sẽ bắt đầu các con nhé. Cô chào các bạn cho so fan nhé. À, hôm trước cô có tặng sổ cho hai bạn và cô đã nhìn thấy là bạn uh, nha bạn uh, bạn bạn Quỳnh Trang đúng không? Nhỉ? Quỳnh Trang hay bạn nào nhỉ? Có phải là bạn Quỳnh Trang không ạ? Có inbox cho cô vư và uh, muốn hỏi cô là làm như thế nào để con có thể nhận được sổ? Bạn đặng Quỳnh Trang là cô nhìn thấy tại vì con là fan cứng cộng một và cô có hứa tặng sổ cho con đúng không? Và cô cũng thấy là con gửi inbox cho cô và và hỏi là làm thế nào để con nhận được sổ? thì con sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ số điện thoại để cô có thể gửi về tận nhà cho con và con hoàn toàn không mất phí cho những cái này đấy nhá Đây phần thưởng dành cho tất cả những bạn top fan cộng một những bạn là chăm chỉ coi livestream của cô phư ở cả vip 90 lẫn là ở page các bạn fan cứng của cô phư đúng không ạ ok thì uh, tất cả các bạn đều uh, cô đều sẽ ghi nhận nhá và sẽ uh, dành tặng sổ cô mai phương cho các bạn may mắn đấy ạ Alright, thì bạn Quỳnh Trang là con sẽ inbox cho cô địa chỉ của con ha Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học tối nay nhé Chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Cô Phương là đã sẵn sàng rồi, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu học nhé Alright, các con yêu quý chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Bạn nào đang coi một cái gì đấy để... ạ? <laughs> Ok, các con thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng livestream và chữa cái đề khảo sát chất lượng lớp 12 của trường chuyên Lam Sơn nhé. Yeah. Đề này là một cái đề rất là hay và chúng ta cũng có cả đề của Sở Thái Bình, đúng không? Đề của Sở Hà Tĩnh nữa và chúng ta sẽ chữa dần các con nhé. Ở trong cái đề này thì chúng ta với hai cái bài đọc hiểu ấy, hai cái bài đọc hiểu cái đề này nhá, thì cô sẽ chữa riêng, nhá, cô sẽ chữa riêng cho chúng ta. ở và cô sẽ đăng ở trên Youtube cho chúng ta được chưa? Còn những cái câu còn lại thì cô sẽ chữa cho các con này. Vì thế cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu với câu số 6. Mình sẽ bắt đầu với câu số 6 trước nhá. The course was so difficult that I didn't any progress at all. Nào câu này lại trúng tủ trong cái bộ collocation thường gặp hôm trước của mình đúng các con nhỉ? Có đúng không? Có đúng, đúng là hôm trước mình vừa mới có cái câu này xong đúng không ạ? Và có nhiều bạn cũng có thể nhận thấy rằng là khóa của cô Phư cực kỳ là trúng tủ đúng không? hôm thứ sáu vừa rồi đấy đó đó là đúng chúng ta câu này sẽ là đáp án B collocation make progress được chưa à, đó là những cái bộ collocation mà cô nói với các con là nó rất là dễ nhưng mà cũng rất là dễ trúng tủ luôn cho nên là học thật cẩn thận nhé nào cái khóa học này nó quá là khó đến mức là tôi chẳng có tiến bộ gì cả được chưa thì ở đây của chúng ta sẽ là make progress nó là cái collocation đi với make yeah. rồi câu số 7 sang kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu đi ạ. I remember the letter a few days before going on holiday. Thì ở đây là nhớ, nhớ của chúng ta là sẽ là đi với được với cả to verb và verb in. Nào, cô đã hướng dẫn cái này ở trong tiết về danh động từ và động từ nguyên mẫu rồi. To verb mang nghĩa là phải làm gì, còn verb in thì mang nghĩa là nhớ về một cái việc gì đó tức là một cái việc gì đấy mình đã làm. Ở câu này nói rằng là nhận được cái lá thư với động từ receive là nhận đúng không ạ? Nhận được lá thư một vài ngày trước cái kỳ nghỉ lễ. Thì tức là cái việc này phải xảy ra rồi Đúng không? Tôi nhớ là đã nhận được cái lá thư Một vài ngày trước cái Trước khi mà đi đi nghỉ lễ chứ đúng không ạ Thì ở đây là đã xảy ra rồi Cho nên mình sẽ chọn vấp in yeah. Và vấp in ở đây thì cô có đáp án đúng sẽ là Đáp án A, đúng không? Đấy, tôi nhớ là tôi đã nhận được Ok chưa ạ? Rồi câu số 8 đi ạ More and more investors Are pouring money Into food and beverage Startups Nào đây là đổ tiền vào cái gì? Đấy chưa thì tiền là một danh từ không đếm được Và đổ tiền vào thì mình cũng không cần phải xác định là cái loại tiền gì mà chỉ nói là đổ tiền vào đâu thôi Thì thực ra với cái cấu trúc Cái cụm này của chúng ta chỉ đơn giản đó là Pour money into something thôi ạ Đấy chưa? Nó là một cụm luôn Pour money into something Có nghĩa là đổ tiền vào cái gì Ok chưa ạ Vì thế cho nên là đáp án đúng câu này sẽ là đáp án C nhé Các con không điền gì giúp cô Yeah. Ngày càng nhiều các nhà đầu tư đang đổ tiền vào những cái công ty start up là về uh, gọi là F&B đấy, F&B, food and beverage, yeah. gọi là những cái đồ thực phẩm ăn uống. Yeah. Người ta hay gọi là gọi là F&B, food and beverages. Yeah. Rồi sang câu số 9 giúp cô đi ạ. His homework, he started to serve the social networks. Ở đây chúng ta có là à, kiến thức về gì đấy ạ? kiến thức về các cái liên từ của chúng ta đúng không? Đấy, liên từ và các cái mệnh đề chỉ thời gian. Ở đây chúng ta có at the time he finished hay là after he has finished hay là after he had finished hay là by the time he finishes. Kiến thức này thật ra là cái kiến thức về sự hòa hợp thì thì đúng hơn. Sự hòa hợp thì đúng không? À bởi vì cô thấy là ở đây cũng có chủ ngữ và có động từ nhưng mà có sự khác biệt về thì ở trong bốn cái đáp án này. Thế ở đây cô có như sau này, cái này là quá khứ đơn, cái này là quá khứ hoàn thành, cái này là hiện tại hoàn thành và cái này là hiện tại đơn. Ở đây câu của chúng ta đang là quá khứ. Quá khứ thì không đi với lại là hiện tại hoàn thành trừ trường hợp là since. Và quá khứ cũng không đi với hiện tại đơn cho hai đáp án này là hai đáp án này loại. nghĩa yeah. ạ. Đáp án A và đáp án C thì cái này là quá khứ và cái này là quá khứ hoàn thành. Thì câu nào hợp lý hơn ở câu số 9 này thì mình nói rằng là sau khi anh ta đã làm được về nhà xong thì anh ta bắt đầu là lướt mạng xã hội đúng không ạ thì đáp án c là hợp lý hơn đúng không at the time thì bằng với when là khi anh ta hoàn thành đúng không? nhưng mà cái at the time này thì nó sẽ 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 um, không hay bằng after đi với quá khứ hoàn thành đúng không ạ không phải là khi hoàn thành thì anh ta bắt đầu mà là sau khi đã làm xong ấy thì anh ta bắt đầu thì nó sẽ phù hợp hơn ừ, nhưng mà với thể một cái nữa là thật ra là nó đâu có thực ra là at the time thì người ta chính ra là cũng không phải là bằng when đâu ạ at the time thì thường là người ta hay dùng là at the time of something là vào thời điểm của cái gì thì đúng hơn ít khi người ta dùng at the time mà đi với lại là he finish mặc dù chúng ta cũng có một cái cụm khác at no time thì nó lại bằng là never đúng không nhưng mà không ai dùng at the time cộng với lại là mệnh đề cái kiểu kiểu như này người ta hay dùng là at the time of something thì nó sẽ tự nhiên hơn ấy Yeah. Hoặc là người ta dùng by the time Mà by the time là trước Thì nó lại là một cái kiểu khác By the time là trước thì lại một kiểu khác Cho nên câu này chọn đáp án C là hợp lý rồi Đấy yeah. ạ. Rồi bây giờ sẽ là câu số 10 nhé Câu số 10 của chúng ta này Câu số 10 của chúng ta đáp án sẽ là gì Alright His good work and manners He didn't get a promotion Nào ở đây thì cô có một cái cụm danh từ ở đây được chưa? và cái nghĩa của cái cụm danh từ này với cái nghĩa của mệnh đề này là gì để thì chúng ta sẽ sẽ rất là dễ để mình lựa chọn đáp án này. ở đây đó là cái việc làm tốt và những cái gọi là uh, cái 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 um, có thể nói là cái cách cư xử tốt của anh ấy, cách cư xử khéo léo nhưng mà anh ta vẫn là không được thăng chức. thì rõ ràng hai cái mệnh đề này đối lập nhau về nghĩa. Đấy chưa? và cái này nó không phải mệnh đề nó là cụm danh từ. nếu mà là cụm danh từ ấy thì mình sẽ xem là lựa chọn đáp án gì mà đối lập về nghĩa. because ở có nghĩa là vì Inspire có nghĩa là bất chấp Cái này đúng này Đúng không ạ? Đúng không? Cô thấy nhiều con comment đúng rồi đây này Bất chấp đúng không ạ? Bất chấp cái này Đúng không? Thì anh ta vẫn không được cái này Thì bất chấp là đúng rồi Mà inspire là giới từ Thì sau đây sẽ là danh từ Đúng rồi đúng không ạ? Even though for Mình không có cấu trúc này Even though cộng mệnh đề thôi ạ Không có cấu trúc là even though for Và as a result of Có nghĩa là như là một kết quả của cái gì đó Ok chưa ạ? Rồi bây giờ sẽ là câu số 11 nhé Câu số 11 đáp án gì? The proposal cái gì đấy by the environmentalist to grow more trees has received ở đây là cô đã có động từ rồi vậy chứng tỏ đây là động từ của cái chủ ngữ này rồi vậy thì nếu như cần thêm một cái động từ nữa vào đây thì hẳn nó sẽ là dạng giảm mệnh đề quan hệ đúng không? Đấy. À đến thời điểm này cô nghĩ là các con đã phải nhìn nhận ra được những cái mệnh đề quan hệ và giảm mệnh đề quan hệ như thế này rồi. Nhưng bạn nào mà vẫn còn chưa chắc về kiến thức ở câu số 11 này thì tuần này nhớ coi livestream lấy gốc ngữ pháp của cô Mai Phương cho phần giảm mệnh đề quan hệ nhé. Tuần này cô sẽ livestream về cái chủ đề đó đấy ạ. ạ, đấy, Để củng cố thêm về kiến thức cho các con ở cái phần này. ạ, Ở đây mình có chủ ngữ rồi có động từ rồi thì cái chỗ này một cái động từ nữa đấy sẽ là giảm mệnh đề. Giảm mệnh đề dạng bị động vì có by luôn này ạ Đây là cái đề xuất mà được gợi ý bởi những cái người này là đã nhận được cái sự ủng hộ từ cái người cao của cái council này, của cái ủy ban này. Ok chưa? Thì ở đây nó sẽ là the proposal that that bị động nhá. That was suggested. Đó, cái mà đã được đề nghị bởi cái này. Thì bây giờ mình giảm đi đúng không? Mình giảm đi thì sẽ còn suggested by thôi. Đúng không ạ. Sẽ còn suggested by thôi bởi vì nếu như chọn đáp án B này thì nó phải có giáp hoặc là which. Đúng không ạ? Mà ở đây lại không có giáp không có which thì mình sẽ dùng dạng giảm mệnh đề đó là giảm cái mệnh đề này đi dùng phân từ 2 để giảm mệnh đề. Dùng phân từ 2 để giảm mệnh đề nhá. Đấy ạ? The proposal suggested by has received approval. Ok chưa dạ. Rồi câu số 12. Phrasal verb. Một phrasal verb vô cùng quen thuộc. Đó là gì ạ? people are advised to smoking because of its harm to their health. Đó là mọi người được khuyên là phải cắt giảm cái việc hút thuốc này đi do là cắt giảm đúng không? Cái này đúng là cắt giảm không ạ? Cắt giảm việc hút thuốc do cái tác động có hại của nó đối với lại là sức khỏe. Thì cắt giảm đây sẽ là cut down on, đúng không ạ? Cut up là cắt thành mảnh nhỏ. Cut off là có nghĩa là gọi là cắt đứt một cái gì đấy. Ví dụ như là cut off một cái mối quan hệ chẳng hạn. Đúng không ạ? Tôi có một mối quan hệ tồi, đúng không? Và tôi quyết định là cut off, được chưa ạ? Và cut in là chen lời vào. Chen lời, chen vào lời nói của ai đấy ạ. Ok chưa ạ? Thì câu này đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Cô thấy nhiều con cũng làm đúng rồi, những câu hỏi này khá là quen, đúng không ạ? Bây giờ sẽ là câu số 13 nhá. Ở đây chúng ta có after và sau đấy là có a few months ago. Đúng không ạ? Với câu hỏi thì của động từ này khá đơn giản Một vài tháng trước đây thì là phải chia quá khứ rồi Đúng không? Làm sao mà chia hiện tại được Làm sao mà chia hệ tiếp diễn được Làm sao lại còn chia tương lai được thì kinh quá rồi Đáp án đúng ở đây phải là đáp án B Với thì quá khứ đơn Đúng không? Rất nhiều người đã trở thành vô gia cư Sau cái trận động đất ở Nhật Bản vài tháng trước ạ? Dạ. Nhật Bản là một quốc gia có thể nói là gặp rất là nhiều thiên tài Đúng không ạ? Ờ, câu số 14 là đáp án gì? Các con comment giúp cô đi ạ The map of top 10 most densely. Ui rồi dễ quá. Câu hỏi từ loại này thì dễ nhỉ. Khi mà chúng ta vẫn còn nhớ rằng là cái 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 cụm của chúng ta là đông dân cư ấy là densely populated. Thậm chí là chẳng cần A, B, C, d luôn, người ta còn đền được populated bởi vì nó là một cái cụm rồi, đúng không ạ? Chúng ta có densely populated đúng không? Có nghĩa là đông dân cư. Hơn nữa là densely là trạng từ thì phía sau này sẽ phải là phân từ hai hoặc là tính từ. Và nếu mà là tính từ thì mình không chọn có không chọn popular đâu mà densely thì sẽ đi với populated. Có nghĩa là dân cư đông. Được không? Bản đồ của những cái quốc gia là đông dân cư, đúng không ạ? Trên thế giới thì sẽ bao gồm có Monaco, Singapore, Bahrain, Malta và Bangladesh. Được chưa? Câu số 15 là đáp án gì? Idiom các con này, câu số 15 đáp án gì ạ? He bought the cottage with an or a to doing it up and selling it at a later date. Đó là anh ta mua cái căn nhà này, đúng không ạ? Là với cái mục đích cái mong muốn là sẽ trang trí lại và bón bán nó lại với cái giá cao hơn vào cái lúc sau này. Ở đây nhớ giúp cô thêm cái do it up này đối với nhà cửa, có nghĩa là sẽ là mình gọi là redecorate, đúng không ạ? mình cải tạo lại ấy, được Thì ở đây cái idiom của chúng ta là gì? Bạn nào biết ạ? With gì ạ? Đúng rồi, đáp án đúng chúng ta sẽ là with an eye to do something Có nghĩa là nhằm cái mong muốn hoặc là mục đích để làm gì Được chưa Nhằm cái mong muốn hoặc là mục đích để làm gì chúng ta sẽ có with an eye to đấy. nó sẽ giống như là with a view to Và ở đây dùng hẳn là vợ binh này này Đấy ạ, nhằm cái mục đích làm cái việc gì đấy đây này Ok, câu số 16 đấy ạ Kiến thức về câu hỏi đuôi Kiến thức về câu hỏi đuôi nhá nào, your brother is living in Ho Chi Minh City. Đấy yeah. chưa? Đây là cái đuôi của thì hiện tại tiếp diễn. Thì rõ ràng là mình sẽ dùng ngược lại với cái động từ to be ở đây thì sẽ là isn't thôi đúng không ạ? Isn't he. Một câu hỏi nhận biết cực kỳ là dễ. Yeah. Câu số 17 đi ạ. Câu hỏi từ vựng. The scientists are encountering the difficulties of of radioactive waste. Thế đây là các cái nhà khoa học là đang gặp khó khăn trong việc xử lý đúng không ạ? xử lý vứt bỏ đi ấy những cái chất thải phóng xạ ở đây có giới từ earth có bạn nào còn nhớ là hôm trước mình đã học là cái động từ gì đi với earth mà mang nghĩa là vứt bỏ không ạ chỉ có một động từ duy nhất mà đi được với earth thôi đấy đó là từ gì ạ đó chính là từ dispose đi với earth đúng rồi ạ dispose hoặc là disposal đi với earth nhá yeah. deplete thì sẽ mang nghĩa là xả ra hoặc là làm kiệt sức đó ạ preserve là bảo tồn eliminate từ là loại bỏ xóa bỏ đấy ạ xóa bỏ cái gì loại trừ cái gì thì ở đây đi với chỉ có động từ dispose được thôi đúng không vứt bỏ đi những cái chất thải này Được không ạ alright câu số 18 câu số 18 chọn đáp án gì she left her husband after này là chúng ta có cái 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 cấu trúc đó là à, cãi nhau của chúng ta đó là a row have a row hoặc là have a quarrel Have a row hoặc là have a quarrel with somebody, đúng không? Đó là có cái tranh luận với ai. À, cái từ này nó nghĩa là có một cái sự tranh cãi, tranh luận với ai. Được chưa? Rồi thế thì câu này mình sẽ chọn từ gì? Sau một cái tranh cãi, tranh luận mà gọi là nảy lửa đấy, đúng không? Thế câu location của chúng ta ở đây là gì? Các con có biết không nhỉ? Sau một cái tranh cãi nảy lửa thì sẽ là ơ. Blazing roll đúng rồi ạ à. blaze nảy lửa Đây này khi mà mình bật diêm ấy thì nó sẽ có một cái blaze tóe lửa lên đấy ạ à. thì đây là một cái 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 cãi vã mà nảy lửa đấy mình sẽ dùng từ này crash là đâm heavy là nặng burning là cháy đấy không phải đúng không ạ à. đây sẽ là blazing Nha yeah. blazing rất là hay giờ câu số 19 chín ạ à. quay lại câu hỏi kiến thức ngữ pháp if the tree would look more impressive yeah. Tức là nếu như cái cây này ấy, mà nó được làm một cách cẩn thận ấy, đúng không? Thì cái cây này là sẽ trông cẩn thận hơn và đây là kiến thức về cấu trúc câu điều kiện. Với would look mà đi với if như thế này thì đây là câu điều kiện loại 2 rồi. Cho nên là ở vế này mình sẽ chia to be là ua dài với tất cả các ngôi. Và tiếp theo đó là dùng trạng từ để bổ sung nghĩa cho động từ đăn Được không? Cho nên là đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án C câu điều kiện loại 2. không có thật ở hiện tại và tương lai. Nếu như nó được làm một cách cẩn thận ấy thì cái cây đó sẽ trông rất là ấn tượng. Ok chưa Thì ở đây sẽ chia mua dài với tất cả các ngôi và dùng trạng từ chứ không phải dùng tính từ nhé Dùng trạng từ. Ok, câu số 20, câu hỏi giới từ. Và câu hỏi giới từ đây của chúng ta cũng không khó này. Provide somebody thì đi với giới từ gì ạ? Đúng rồi, đi với with. Provide somebody with something. Đúng rồi ạ đúng rất là hay đúng không ạ đề này đề chuyên lam sơn có thể nói là rất sát với lại là đề thi tham khảo lần thứ hai của bộ chúng ta sẽ uh, cảm ơn trường chuyên lam sơn đúng không ạ dù cho các bạn học sinh ở đây là và cả chúng ta nữa là có một cái đề tham khảo nữa cũng rất là hay đúng không ạ provide somebody with something Đấy, ạ. cung cấp cho học sinh về cái gì ok ạ cuốn sách này là cung cấp cho học sinh với lại là những cái mẹo rất là hữu ích yeah. provide somebody with rất đơn giản Câu hỏi giấy từ thường là khó nhưng mà ở đây thì câu hỏi giấy từ này của chúng ta không khó. ạ. Rồi bây giờ mình sẽ sang tiếp hai câu hỏi ngữ âm. Câu số 21. Dream, mean, peace và steady. Được không? Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì rồi ạ? Cái này là e, dream. Cái này là mean. Cái này là peace. Cái này là steady. Đúng không? steady đều đặn nhé nó là steady cho nên là câu này mới khoanh đi đúng chưa ạ tốt rồi đấy có rất là nhiều bạn làm tốt cái đề này nhé? đúng không ạ rồi câu số 22 của chúng ta với cái cách phát âm đuôi s còn nãy là cũng là vẫn là phần tủ của chúng ta rồi đúng không ạ secret đó là âm cuối của chúng ta đó là âm -k -p t fkpt thì bật ra là s đúng chưa ạ tiếp tục deliver Vờ âm cuối là âm r ờ, này là nguyên âm thì bật ra là chữ z Yeah. Depend the the này thì không phải là FKPT và cũng không phải là is. Cho nên cũng bật ra là z. và situation âm um, đúng không ạ? Chỉnh này thì cũng đương nhiên là cũng không phải là không phải là FKPT để bật ra là chữ s và cũng không phải là is. Cho nên nó cũng là um, z. Đúng không? Đúng chưa ạ? Cho nên là câu này đáp án đúng của chúng ta đương nhiên là sẽ là đáp án A rồi. Ok, tiếp tục hai câu hỏi từ từ gần nghĩa đấy các con. Hai câu hỏi này cũng rất là hay đây này câu 22 đây ạ. As visitors explore this magnificent place, there are always new surprises for them. Đó là um, giống như là những cái người khách mà những người uh, visitors khám phá cái nơi rất là tuyệt vời này thì cái 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 magnificent đây đó là tráng lệ đấy đúng không? Tráng lệ thì sẽ gần nghĩa nhất với từ gì ạ? Interesting, interesting, strange, uninspiring hay là impressive. Chắc chắn sẽ là bằng với gì rồi ạ? nguy nga hùng vĩ tráng lệ chắc chắn là bằng với lại là impressive đúng không khi khám phá cái nơi tráng lệ này thì sẽ cũng có là luôn luôn có những cái bất ngờ mới đối với họ được chưa magnificent sẽ bằng với lại là impressive cái này thì sẽ mang nghĩa là gì rồi mang nghĩa là gì ạ không hứng thú strange là kỳ lạ và interesting là thú vị đúng chưa đúng chưa ok nhá rồi bây giờ sẽ là câu số 24 này Câu số 24 của chúng ta là gì? Although the general manager is officially in charge, everyone knows his deputy really in the driving seat. Ở à đây câu này à, chúng ta sẽ thấy là mình có một cái câu hỏi gì đây ạ? À? Một cái câu hỏi à? gọi là một cái cụ đúng không? Là trong ghế lái. Đấy, cái này là gọi là trong ghế lái. Ở à đây câu này là gì? Mặc dù là cái ông tổng giám đốc là chính thức là, là cái người chịu trách nhiệm nhưng mà mọi người đều biết rằng là cái người phó đấy Mà là mới thực sự là ngồi ở cái ghế lái Vậy thì ngồi ở ghế lái thì sẽ mang nghĩa là gì? Sẽ mang nghĩa là gì ạ? Nó sẽ bằng nghĩa với từ nào ạ? Ở đây cô có out of control Có nghĩa là không được kiểm soát Hay là abusing a power Có nghĩa là lạm dụng quyền lực Cái này là từ abuse là lạm dụng nhá On duty là có trách nhiệm Hay là in control of situation Tức là tức là kiểm soát tình hình Thì chắc chắn là đáp án đi rồi đúng không? ông trưởng là officially là in charge nhưng mà mọi người đều biết rằng là ông phó này mới là cái ông ngồi ở ghế lái tức là cái ông kiểm soát tình hình được không in control of situation được chưa ok nhá câu này hay đúng không ạ câu thấy rất là hay đấy chứ nào bây giờ mình sẽ cùng đến với lại là tổ chức y tế thế giới nhá tổ chức y tế thế giới ạ WHO the World Health Organization is warning young people all over the world that they are also at risk from COVID-19. Đấy chủ đề COVID-19 đúng chưa ạ? COVID-19. Nào chúng ta xem câu số 25 của chúng ta là gì. Khi mà cô nhìn sơ qua với năm câu hỏi này, chúng ta có một câu hỏi từ vựng. ạ, một câu hỏi về đại từ quan hệ mệnh đề quan hệ À, tiếp theo là câu hỏi về đại từ với những từ như là other, the other là rất là tốt rồi Tiếp tục một câu hỏi nữa là về liên từ, đúng không ạ? Và một câu hỏi từ vựng nữa là quá chuẩn luôn công thức của cái đề thi của chúng ta, đúng không? Hai câu hỏi từ vựng này yeah. Một câu hỏi liên từ, một câu hỏi mệnh đề quan hệ và một câu hỏi ngữ pháp Câu hỏi ngữ pháp này ngày hôm nay của chúng ta đang là liên quan đến kiến thức về đại từ Other, the other và others Như vậy là đúng chuẩn công thức rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng điền vào câu số 25 nhé Câu số 25 là câu hỏi từ vựng với từ strongly, frequently, mistakenly và từ really, được chưa ạ? Các chọn đáp án gì? Rất nhiều người trẻ, được chưa ạ? Thì strongly believe hay là frequently hay là mistakenly hay là really? Các bạn chọn từ gì thì hợp lý nha. Kiến thức về collocation đi ạ. Và tiếp theo đó là kiến thức về mình phải dịch nghĩa câu này, nói chung là câu hỏi từ vựng dịch nghĩa nha. Rất nhiều người trẻ thì tin rằng là họ sẽ không gọi là bị dính virus do cái tuổi trẻ của họ. Tổ chức y tế thế giới nói rằng những người trẻ là cũng không bị gọi là ngoại trừ khỏi cái việc gọi là bị dính virus coronavirus này. Và rất nhiều người trẻ đã tin tưởng nhầm đúng không? Câu này chắc chắn là đáp án C rồi. Đúng không ạ? mistakenly believe. Bởi vì ở câu trên vừa mới nói rằng là tổ chức y tế thế giới nói rằng là người trẻ là not exempt from, tức là không bị ngoại không phải là ngoại lệ. Ai ai cũng có thể bị dính Nhưng mà rất nhiều người trẻ là tin tưởng một cách nhầm lẫn Rằng là họ sẽ không bị dính Như vậy rõ ràng dùng mistakenly chúng ta lại có thắc mắc gì không ạ Đấy ạ, đây là mistakenly nhá Tiếp tục câu số 26 đáp án gì The WHO and the truth is Is the Tổ chức y tế thế giới Và cái sự thật ở đây đó là Đúng không? Ở chỗ câu 26 này của chúng ta đó là gì ạ? Câu 26 này sẽ là gì ạ? sự thật ở đây là người trẻ ở đây là đang đang nhiễm virus coronavirus và đang trở nên ốm đau hoặc là chết vì cái bệnh này vậy thì ở đây có một cái mệnh đề ở đây có mệnh đề thì chứng tỏ là, là dùng từ gì thì đi mệnh đề được mệnh đề danh từ đúng không đó là đúng không is that dùng từ that giúp cô nhá is that thực tế ở đây là ok chị ạ rồi câu số 27 thì rất là dễ À, là là ở đây là người trẻ là cũng có lây lan bệnh cho bố mẹ, cho ông bà và những người khác. People là danh từ số nhiều và người khác ở đây đương nhiên là sẽ dùng từ other, đúng không? Để cho những người khác. Đúng không ạ? Vì others là những người còn lại. The other này là những người còn lại nhá. Và the others này sai ngữ pháp bởi vì khi mà mình dùng others thì không có danh từ ở phía sau nữa. Được chưa ạ? Sẽ không có danh từ ở phía sau nữa. Và others này cũng vậy. Đáp án A và đáp án D của chúng ta là những cái đại từ rồi không cần từ đứng sau nữa. Thế còn giữa đáp án B và đáp án C thì trong câu này mình sẽ dùng đáp án B thôi. Bởi vì ở đây nó là những người khác chứ không phải là những người còn lại. Được chưa ạ? Những người khác chứ không phải là những người còn lại nhé. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục giúp cô đi ạ. Đó là gì? À, cái cái virus này là có thể là sẽ là đưa bạn vào bệnh viện vài tuần hoặc thậm chí là có thể là sẽ giết chết bạn. Đúng ạ? Cái gì đấy bạn không bị ốm thì cái sự lựa chọn là bạn thực hiện về việc là bạn đi đâu cũng có thể sẽ là cái sự khác biệt giữa sự sống và cái chết cho một người khác. Đúng oh, không? Đấy. Cho nên là ở đây sẽ là câu 28 là gì? Ngay cả cái này nếu mà mình dùng even thì mình sẽ dùng cho cô từ even if đúng không? Ngay cả nếu thì nó sẽ hợp lý. Ngay cả nếu, ngay cả nếu như bạn không bị ốm đi chăng nữa thì cái lựa chọn là bạn thực hiện ở đây. vậy vậy thì ngay cả nếu là hợp lý này. Despite là bất chấp thì phải đi với danh từ hoặc là vô in Yeah. Còn however là một cái trạng từ liên kết thì nó sẽ thường hay là phía trước đó sẽ là dấu chấm hoặc chấm phẩy ở phía sau nó nó phải có dấu phẩy như thế này. Và nó mang nghĩa là tuy nhiên thì không phù hợp Về nghĩa với câu này. Câu này có nghĩa là ngay cả nếu như bạn không bị ốm thì cái lựa chọn mà bạn thực hiện nhớ là choice đi với make đúng không? Make choice. Đưa ra thực cái cái sự lựa chọn là bạn đưa ra về việc là bạn đi đâu cũng có thể là cái sự khác biệt. Ok chưa? Thế còn câu 29 này đáp án gì? Câu hỏi từ vựng này. Ở đây là gì ạ? Đó là cái người thượng nghị sĩ đúng không ạ? À, ấy là ông uh, thống đốc chứ governor thống đốc ở New York Andrew Cuomo nói rằng là rất nhiều người trẻ là không tuân theo cái quy định này với từ rules các con sẽ sử dụng động từ gì đây với rules là hợp lý nhỉ đi với động từ gì đi với rules keep the rules hay là making the rules hay là follow the rules hay là doing the rules hoài chị mình chọn đáp án gì là hợp lý ạ tuân theo quy định ấy tuân theo quy định ấy mình sẽ dùng keep hay là follow ạ key follow a collocation nào. Mình sẽ lựa chọn cho cô từ follow, nghĩa yeah. follow the rules. Ở là tuân theo các quy định này nhé Nghĩa yeah. rất nhiều người trẻ là không tuân theo các quy định này. Ok chưa yeah. Đây sẽ là câu 30 và câu 31 của chúng ta là những câu hỏi tìm từ trái nghĩa. Không cần giúp cô xem là câu 30 và câu 31 này chúng ta lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì. Câu 30 và câu 31 đáp án gì ạ? Câu 30 của chúng ta đã bán gì ạ? Được rồi, comment giúp cô đi ạ. The schoolboy's excuse wasn't credible at all. Nobody in the classroom believed in the far-fetched story he told. Câu này, chúng ta cũng đã gặp câu này rồi. Đúng không? Câu này là gì ạ? Cái cớ ấy, đúng không? Cái lý lẽ của cái cậu bé này là không gì đấy. Chẳng ai tin vào cái câu chuyện đơm đặt mà cậu ấy nói ra. Đúng không ạ? Vậy thì cái từ credible ở đây sẽ mang nghĩa là gì? là đáng tin cậy bởi vì cái này là không đáng tin cậy và không ai tin thì cái này nó sẽ mang nghĩa là reliable đúng không ạ và cái câu này là tìm từ trái nghĩa vậy thì trái với reliable của chúng ta thì sẽ là gì ạ trái với reliable ở đây sẽ là gì ạ là không thể tin được đúng không thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là sẽ là unbelievable đúng rồi đúng chưa yeah. knowledgeable có nghĩa là um, có kiến thức và predictable là có thể đoán được thì không phải nào câu 31 mươi đi ạ Ồ oh, cái bài tìm từ trái nghĩa này không có không có idiom mà idiom lại đưa ở trong phần tìm từ gần nghĩa à. Câu 31 đi ạ. Her graceful performance of the traditional art form in the evening session was a real source of source of pleasure. Ở đây là cái màn trình diễn rất là duyên dáng đúng không ạ? Duyên dáng. Duyên dáng thì nó bằng với elegant. Và trái với nó thì chắc chắn là in elegant rồi đúng không? Nó bằng với elegant và trái với là in elegant. Sophisticated có nghĩa là phức tạp nó bằng với lại là complicated effortless nó sẽ bằng với lại là easy là dễ dàng nhớ nhá cái này là không tốn sức thì tức là easy và attractive là hấp dẫn thì không phải đây là màn trình diễn rất là duyên dáng của cô ấy trong cái loại hình nghệ thuật truyền thống ở trong cái buổi tối ngày hôm nay thực sự là một cái à, có thể nói là một cái điều thú vị đúng không được chưa điều thú vị nhá nào bây giờ sẽ là hai câu hỏi giao tiếp xã hội câu số 32 mươi Lucy và đang nói chuyện với lại là hương người bạn việt nam về cái ô nhiễm không khí ở hà nội thì lucy mới nói rằng là Is there anything we can do about the toxic air pollution in hà nội recently có bất kỳ điều gì chúng ta có thể làm về cái ô nhiễm không khí rất là độc hại ở hà nội gần đây không thì hương nói sao cái gì đó nhưng mà but the only thing we can do is avoid outdoors and wear mask đó là cái điều duy nhất chúng ta có thể làm đây đó là tránh ở ngoài đường và đeo khẩu trang thì ở đây vẫn là một câu hỏi, có thể nói là một cái mô tiếp quen thuộc ở đây của chúng ta đó là đưa ra một cái statement hoặc là một cái câu hỏi, đúng không ạ? Đấy, cái tình huống như này và người kia là sẽ nói sao? Câu này đang hỏi là có cái gì đấy chúng ta có thể làm không? Thế nên nói rằng là bạn đang nói với tôi hay là tôi không nghĩ là tôi biết cái câu trả lời hay là đáp án C là tôi sẽ nói là đúng hay là đơn giản. Đó, cái câu gì để mà người ta nói rằng là nhưng cái điều duy nhất chúng ta có thể làm là gì đó ạ? Cái đáp án đúng câu này của chúng ta sẽ là gì ạ? Thì có lẽ là sẽ là gì ạ? Thực sự là tớ không biết nữa Đúng không? Tớ không biết nữa Nhưng mà cái điều duy nhất chúng ta có thể làm ở đây đó là tránh cái này Tớ không biết nữa sẽ là đáp án B Đúng không? I don't think I know the answer But the only thing we can do is to avoid outdoors and wear mask Được ạ. All right. Nào, xa câu số 33 giúp cô đi ạ. Một câu hỏi giao tiếp xã hội nữa. Hello, I'd like to speak to Mr. Groen please. Xin chào, tôi có thể nói chuyện với ông Groen được không? Xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau cái này không ổn rồi, đúng không? Người ta nói là tôi muốn nói chuyện không thì là sao? Sorry, can I take a message? Đó là xin lỗi là tôi có thể uh, nhận tin nhắn, tôi có thể là uh, ghi lại tờ nhắn được không? Hay là sure, I will put you through. Được thôi, tôi sẽ nối máy cho bạn cái này hợp lý hơn là đáp án này Bởi vì nếu như mình muốn nói là tôi ghi lại lời nhắn được không Thì mình hay nói là xin lỗi nhưng mà ông ấy không có ở đây Và tôi ghi lại lời nhắn được không Đúng không? Còn đáp án này là tôi e rằng tôi không biết thì cũng không liên quan Chế đáp án đúng câu này sẽ là đáp án gì? Sure, I will put you through Chắc chắn rồi, tôi sẽ nối máy cho bạn là hợp lý Với những cái câu hỏi là cho tôi gặp ai Và cho tôi nói chuyện với ai thì tôi sẽ nối máy cho bạn Ok chưa ạ? Rồi Nào, ở phần cuối của cái bài này ấy thì chúng ta có hai câu hỏi hai câu hỏi ghép câu này đúng không ạ và tiếp theo là chúng ta có một cái bài đọc hiểu c level đó là bài đọc hiểu dài của chúng ta này đó, tiếp theo chúng ta sẽ có một vài câu hỏi nữa ở từ câu 43 cho đến câu 50 thì cái bài đọc hiểu này là cô sẽ chưa chữa chúng ta ngay cho nên cô sẽ chữa chúng ta những cái câu hỏi dễ trước còn cái câu hỏi đọc hiểu ừ. hai bài đọc hiểu cô sẽ chữa trên youtube để cho những bạn nào muốn xem về đọc hiểu chúng ta sẽ xem nhá bây giờ mình sẽ cùng đến giúp cô với câu số 34 các con nhá we ought to visit grandma otherwise she will be worried about us nghĩa là chúng ta là cần phải đến thăm bà thôi nếu không thì là bà sẽ lo lắng về chúng ta đấy đúng không ạ đáp án đây là gì chúng ta nên đến thăm bà để phòng là bà sẽ lo lắng về chúng ta dạ <laughs> yeah. ok à, câu cô đáp án B của chúng ta là chúng ta không cần phải thăm bà trừ khi bà lo lắng với chúng ta đúng không? không phải đáp án C là bà không lo lắng với chúng ta vì vậy chúng ta nên thăm bà cũng không phải đáp án đi là nếu chúng ta không thăm bà sớm là bà sẽ bắt đầu lo lắng thì đáp án đúng đương nhiên sẽ là đáp án đi và lưu ý giúp cô in case hay là if vế sau đó chúng ta sẽ không chia tương lai như thế này mình chia hiện tại thôi Đúng không ạ? Nếu chúng ta mà không đến thăm bà Là bà sẽ lo lắng đấy Thì cái if we do not visit grandma soon Ở đây chính là tương đương với từ otherwise Đúng không ạ? Câu điều kiện ẩn, nếu không thì Có đúng không ạ? Ok nhá Câu 35 là gì? Câu 35 đáp án gì? Các con comment giúp cô nào Harry had packed his luggage After that, he loaded it into the car And set off for the airport đó là Harry đã đóng gói cái hành lý của mình Và sau đó là chất nó lên ô tô và khởi hành đến sân bay Sau đó là khởi hành Nó cũng giống như là left Rời đến đâu ấy, left for somewhere đúng không ạ? Thì ở đây sẽ là gì? Đóng hành lý, Harry chất lên xe và khởi hành đến sân bay Hay là chỉ sau khi Harry đã Đã gì đây ạ? Đã gọi là đóng gói hành lý Thì anh ta mới là chất nó lên xe ô tô và khởi hành đến sân bay Hay là gì? Mãi đến khi mà not until này thì không ai dùng đảo ngữ ở đây cả, nó là until đảo ngữ ở phía sau, cho nên câu này sai kiến thức ngữ pháp này. Đáp án đi, là Harry vừa mới đóng gói hành lý xong thì là anh ta chất nó lên xe và bắt đầu là khởi hành đến sân bay. Thì ở câu số 35 này chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào thì nghe nó hợp lý nhỉ? Câu này là sau đó thì chúng ta không không dùng theo cái nghĩa là vừa xong thì, cho nên là không phải là không phải lúc nào cũng dùng đảo ngữ với no sooner đi với lại là gian đâu Mà cái này nó lại còn không phải là gian, nó lại là when chứ Đúng không ạ? Nếu như câu này có từ là right after that Là ngay sau đó thì mình dùng no sooner gian này nó còn hợp lý Nhưng cái này không phải nhỉ Và cái này là giảm mệnh đề Nhưng mà mình cũng không dùng giảm mệnh đề ở đây Mà với nghĩa là packing nó không nhấn mạnh được cái nghĩa là đã làm xong Cho nên câu này hợp lý nhất là chọn đáp án B Đó là gì? Chỉ sau khi mà Harry là đã đóng gói xong hành lý đấy ạ thì anh ta là mới chất nó lên xe Và khởi hành đến sân bay thôi Được không? Đấy, chỉ sau khi Và only after là cậu ấy quá khứ hoàn thành Với sau này là dùng đảo ngữ như này thì Rất là ổn Đúng chưa ạ? Ok chưa ạ? Nha Rồi bài C-Level Cô sẽ chữa ở trên Youtube của chúng ta nha Bài C-Level Bài này à, Tương đối là khó đấy ạ Đấy ạ Rất là xứng đáng Với lại một bài đọc hiểu bảy câu hỏi để chúng ta có thể là À... Vân định được học sinh khá giỏi ở trong cái bài đọc hiểu số 2 này nhưng mà cô sẽ chữa sau. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bài cuối cùng. Hai cái bài cuối cùng của chúng ta ở đây. Nào, ở câu 43 và câu 44 chúng ta cùng quay lại hai câu hỏi thuộc phần trọng âm. Hai câu hỏi thuộc phần trọng âm của chúng ta sẽ là đáp án gì ạ? Đáp án A của chúng ta là gì? Estimate. Đây là động từ ba âm tiết mà âm cuối là âm tiết mạnh thì trọng âm rơi vào âm tiết một. Prestigious prestigious của chúng ta thì trước cái âm years này chắc chắn là trọng âm rơi vào chữ t này rồi cho nên âm tiết nó sẽ là âm tiết thứ hai proportion đó là trước âm shin trọng âm rơi vào chữ po là âm tiết thứ hai và urbanity urbanity thì chắc chắn là Trọng âm rơi tiết thứ hai là trước âm it rồi cho nên câu này mình sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án A đúng chưa đúng chưa ok nhá câu 44 ạ quay lại là cái trường hợp trọng âm với động từ hai âm tiết contain động từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai đáp án b purchase thì cái âm cuối của chúng ta là âm ớt này s là âm nhẹ cho nên là trọng âm rơi vào âm tiết 1 Động từ hai âm tiết nhưng mà âm tiết cuối là âm tiết nhẹ như là âm ơ như này trọng âm rơi vào âm tiết 1 Suggest động từ hai em âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Và reflect động từ hai em âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai trên câu này mình sẽ khoanh đáp án đúng là đáp án B Purchase yeah. Rồi tiếp tục nhá Câu 45 My father likes reading newspaper more than watching television. Bố tôi là thích đọc báo hơn là xem tivi cấu trúc cấp so sánh ạ ạ yeah. Cô sẽ ôn tập cho chúng ta thêm về cái chủ đề cấp so sánh này nhá Đáp án đây là bố tôi thích xem tivi nhiều hơn là đọc báo Cái này là ngược nghĩa với lại là câu trên mất rồi Đáp án B, bố tôi không thích xem tivi nhiều như là đọc báo Thì cái này đúng này Cấu trúc không bằng thì sẽ được viết lại bằng cấu trúc so sánh hơn Nghĩa là không thích cái này bằng cái này, tức là thích cái này hơn Cho nên là đáp án B là đáp án đúng Yeah. Đáp án C, bố tôi thích xem tivi nhiều như đọc báo Thì cũng không phải Đáp án D là bố tôi không thích xem tivi nhiều bằng đọc báo, cũng không, là, không bằng đọc báo. cũng không phải Đúng chưa Yeah. Là, thích xem tivi nhưng phải là gì đấy? Bố tôi thích xem tivi bằng không phải yeah. Câu 46 là câu chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp cũng là một cái câu tủ của chúng ta rồi Với những cái động từ như thế này Mình dịch nghĩa ra xem động từ nào phù hợp với ý như câu này Thì mình sẽ khoanh Câu này là sorry I will never work on Sunday Người thư ký nói rằng là xin lỗi là tôi sẽ không bao giờ làm việc vào ngày Chủ nhật yeah. Thì đáp án A là Người thư ký nhắc nhở người sếp làm việc vào Chủ nhật Hay là người thư ký hứa là sẽ không làm việc vào Chủ nhật Hay là người thư ký từ chối là không làm việc vào chủ nhật, đúng không? hay là người thư ký là từ chối làm việc vào ngày chủ nhật. thì ở đây có rất là nhiều bạn lăn tăn giữa hai cái đáp án này. đó là từ chối là không làm việc vào ngày chủ nhật, hay là từ chối để mà từ chối làm việc vào ngày chủ nhật. thì lưu ý giúp cô câu, câu 46 này nhớ giúp cô ấy cấu trúc với từ refuse đi với to verb từ chối làm gì? được từ chối làm gì nhá? là mình dùng refuse to do something luôn. Đấy, cho nên là mình không có dùng là refuse not to do something được ạ. Bản chất từ refuse đã mang nghĩa phủ định rồi. Cho nên là từ chối làm gì mình chỉ dùng to verb không thôi ạ. Cho nên là đáp án đúng câu này sẽ đáp án đi. Xin lỗi là tôi không làm việc vào chủ nhật thì sẽ nói là cô ấy từ chối làm việc vào ngày chủ nhật luôn. Nhạ, yeah, refuse đi với to verb luôn nhạ, yeah, mang nghĩa là từ chối làm gì. Rồi câu 47 đây ạ. It is against the school rules to cheat in the test. À, tức là có rất là nhiều bạn bị nhầm với đáp án C và đáp án D này đúng không các con? Ok nhá, rồi câu 47 đây ạ. It is against the school rules to cheat in a test. Tức là nếu mà mình cheat đúng không ạ? Là mình uh, gian lận trong kỳ thi thì đấy là vi phạm cái quy định của nhà trường. Thì đáp án A đó là bạn sẽ bạn phải gì đây ạ? Bạn phải cheat đúng không? Đáp án B là bạn không phải cheat. Hay là đáp án C là bạn không được phép cheat, không được phép gian lận. Đây là bạn phải gian lận thì đáp án đúng ở đây của chúng ta sẽ là đáp án C. Đúng không? Bạn không được phép gian lận đúng chưa Rồi, bây giờ sẽ là ba câu cuối cùng của chúng ta nhé. 48 ạ. Câu 48 đang là bản gì? The basic knowledge of social studies such as history and geography are à, considered kiến thức về sự hòa hợp với chủ ngữ bất động từ rồi. Ở đây, cái such as này nó không ảnh hưởng đến câu. Và chủ ngữ của chúng ta là cái này. Nó là chủ ngữ chính của câu, đó là cái kiến thức cơ bản về cái gì đấy. Thì kiến thức này nó là số ít. Thì chúng ta không thể dùng are considered được, mà phải là is considered. Đúng không? Cho nên là câu này mình sẽ quay cho cô đáp án C mình sửa thành là y Đúng chưa? Được chưa? Được. Ok nhá sửa thành ý của cô thành là is Đúng chưa? Câu 49 ạ I'm becoming increasingly forgettable là câu này trúng tủ chưa ạ? Confusing word uh, Chúng ta không dùng forgettable trong cái tình huống này Khi mà mình nói rằng là tôi khóa cả tôi Không cho tôi vào nhà hai lần Thế là tôi trở nên càng ngày càng đáng trí Đáng trí là forgetful Đúng rồi ạ Forgetful cái này là chúng tủ nhá. Mình học trong bài Confusing Words hôm trước rồi. Chúng ta còn nhớ không ạ? Hôm trước Forgetful với cả Forgettable đó là trong quyển sổ huyền thoại của chúng ta là có rồi đấy. Đúng không? Học trong bài Confusing Words. Đúng không? Và câu cuối cùng. The production manager was asked to write his report quickly, accurately and in a detailed manner. <laughs> Nào ở đây là gì đấy ạ? Quickly, accurately Thì chỗ này không thể dùng là in a detailed manner được Vì nó là kiến thức về parallelism kiến thức về cấu trúc song song cái này là trạng từ cái này là trạng từ thì cái cuối này mình cũng sẽ phải điền trạng từ đúng không ạ trạng từ của chúng ta ở đây là mình có thể dùng từ một cái trạng từ mà nó thay cho cái cụm in a detailed manner này mình có thể dùng từ đi theo linh ly chẳng hạn đó đó là một cách chi tiết mình có thể dùng từ đi theo linh ly Đấy chưa? chứ chúng ta không dùng cái kiểu là quickly accurately xong rồi lại in a detailed manner thành một cái cụm như vậy thì nó sẽ rõ ràng là không song song nó không? nó không song song mình chưa nó không song song như thế thì nó không ổn đúng không đấy, mình sẽ dùng cho cô cái một cái trạng từ khác thay cho cái cụm này nó tương ứng với lại là quickly và accurately mình sẽ dùng cho nó là mình sẽ dùng cái từ detailedly Đúng đấy chưa đấy, bằng với cái này detailedly trạng từ nhá đấy, nhớ cho cô là nó sẽ bằng với lại là in a detailed manner nhưng mà vấn đề là mình nó sẽ song song được với quickly và song song với lại là accurately ok chào nhá à, như vậy là hôm nay cô phư đã chữa cho các con đề thi thử của trường chuyên lan sơn rõ ràng là một đề rất là hay cô sẽ còn chữa cho chúng ta hai cái bài đọc hiểu này ở trên youtube bạn nào còn chưa có youtube của cô mai phương ạ bạn nào còn chưa có youtube của mai phương ạ thì chúng ta nhanh chóng là theo dõi nhá nhanh chóng theo dõi youtube cô sẽ upload cho chúng ta cái phần chữa hai bài đọc hiểu này trên youtube như vậy là các con cần phải chú ý theo dõi rất là sát sao cái page này của cô Phương. Mọi các cái thông tin về uh, chữa đề vân vân các thứ là cô sẽ đưa lên đây, Đấy chưa ạ? Và tiếp theo là những bạn nào mà có khóa học VIP 90 của cô Mây Phương thì hôm nay là chúng ta vừa mới học xong phần đọc hiểu năm câu hỏi rồi, đúng chưa ạ? Và ở trên VIP 90 thì cô tăng cường rất là nhiều chúng ta những cái bộ đề dự đoán cũng như là phần đọc hiểu thì là ở trên VIP 90. Cho nên những bạn nào học VIP 90 thì rất có lợi thế trong kỳ thi năm nay. Bạn nào chưa có khóa học này thì chúng ta nhanh chóng là inbox cho page Thì các bạn trợ lý cô Phư sẽ hướng dẫn cho các em cách đăng ký khóa này nhé yeah. Những bạn VIP 90 là hậu tuần này là đang học, đọc hiểu với chủ đề là Cultural Diversity Ngày mai là lớp VIP 90 tiếp tục học, đọc hiểu với lại là dạng bài 8 của họ Đó. Thì ở chỉ ở VIP 90 là mình mới được học một cách kỹ lưỡng, đầy đủ hết các kiến thức Và các bạn VIP 90 cô cũng có khuyến khích là qua page Ví dụ như hôm nay là qua page này Bởi vì cái bài này cô cũng không đăng ở trên khóa học Mà chỉ có page mới có Nên là việc chữa cái đề như thế này Thì lại là qua page và học thêm khả Học thêm nữa để tham khảo thêm Được chưa? Rất, rất là hay Rồi, à, bây giờ những bạn nào mà có Youtube của cô Phư nhé à, Thì chúng ta chú ý theo dõi Cô sẽ đăng cái 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 phần đọc hiểu hai cái bài đọc hiểu 5 câu và 7 câu của cái đề chuyên làm sơn này trên kênh youtube của cô và cô sẽ đăng trên page này của mình ấy là mình chỉ để ý theo dõi một chút giúp cô là được, à. được chứ ạ được chưa ạ được chưa ạ OK các con nhé cảm ơn các con rất là nhiều chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong buổi học ngày mai ngày mai nhá ngày mai mình sẽ tiếp tục à, hành trình à, ôn luyện thi cùng với cô Phư, ngày mai trên page này thì cô sẽ hướng dẫn cho các con một cái bài lấy gốc ngữ pháp cho phần câu hỏi đuôi là cái phần chắc chắn là chúng ta sẽ thi ở trong đề thi với một câu hỏi nhận biết yeah. thì buổi sau là buổi ngày mai chúng ta sẽ livestream vào phần này nhé những bạn nào về yếu kiến thức thì cứ chăm chỉ coi livestream của cô Phương và học VIP 90 là kiểu gì cũng ra gì hết đi chưa rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những buổi sau cảm ơn các con rất là nhiều cảm ơn các con rất là nhiều cô cảm ơn tất cả các con ha chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai chúc các con học tốt và thi đậu vào trường đại học mà các con mong ước